Tôi đang rất là đau khổ để đón chào gì có mặt cổ của quý vị. Và theo như ba đứng được nhận đấy là bây giờ các vụ ca bắp mà cũng như là diện hành trình 2 và cung chú rể đang từ từ tiến về khu vực khán phòng chính của họ nhà gái chúng ta. Và những bàn tiệc danh dự đã được gia đình họ nhà gái chúng tôi sắp xếp để đón quý vị. Và ngay sau đây xin được gửi ban trưởng đoàn của họ nhà gái sẽ dành tặng cho các trưởng đoàn đại diện hành trình 2 cũng như chào đón đại diện hàng nhà trai những tình cảm ấm cúng nhất để chân trọng kính mời đại diện hàng nhà trai sẽ trở vào trong mái nhà thân yêu ạ. Các bác, các cô, các chú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khẩn trương trở vào trong hôn trường hôn lễ cũng như tại gia đình nhà tư gia ông bà Trung Phượng trong buổi sáng ngày hôm nay. Để xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng an tọa những tấm ghế danh dự bằng tiền ngọt rất là thăng hoa chú đáo đã được gia đình họ nhà gái chúng con chuẩn bị để đón quý vị. Một nữa xin được trân trọng kính mời và thân thương kính mời ạ. Mà chị em giúp của ông trời đình đôi. Và sáng ngày hôm nay với những tiết trời quê hương của Lạc Sơn chúng ta đang rất là mát mẻ và những tình cảm ấm cúng của các cụ các bác bà, ba đại diện nhà trai, ba đại diện nhà gái đã trở về với gia đình họ nhà gái chúng con cũng như tất cả quý vị thân thiết quý gia lần và hoàng lối phố bạn bè của cô dâu và chú rể ngày hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi trở về với gia đình tư gia ông bà Trung Phượng để cùng chứng kiến cho buổi lễ vu vi bộ cô dâu như quỳnh cũng như xuân huy sẽ diễn ra ngày 60 phút nữa. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời các cụ và ông bà sẽ ổn định chỗ ngồi và xin trân trọng kính mời ba lễ tân của họ nhà gái chúng ta sẽ đi từng bàn tiệc trà để có lời mời, mời nước, mời thuốc, mời chầu các cụ các ông bà cũng như quý vị ngày hôm nay. Nữa xin được chân cảm ơn. Cũng như cô Sơn như Quỳnh
và hai bạn đã được sự tác hợp nhất trí của gia đình họ nhà trai, họ nhà gái đã chọn ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ cung nghi tại gia đình thương gia họ nhà gái chúng con. Và ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020, tức ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý, tại gia đình thương gia ông bà Trung Phượng. Lời đầu tiên xin được thay mặt cho MC dẫn chương trình xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của cô dâu Như Quỳnh và chú rể Xuân My một lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và tâm nghĩa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, các cụ ta thường có câu nói: cây gỗ thì mấy nảy mầm xanh lá, nước quần thì mấy chảy để biển cả sâu sâu. Mà cũng như để cho Xuân My cũng như mình của chúng ta được trở thành dâu thành rể một nhà, cũng như biến trầu là câu thưa chuyện. Và ngay sau đây, để trước khi tuyên bố chương trình lễ cung nghi, chúng con xin được trân trọng kính mời một vị đại diện họ nhà trai, một vị đại diện họ nhà gái. Chúng con xin mời hai bạn sẽ tiến lên trung tâm sân khấu hội trường để ra mắt toàn thể quý vị ngày hôm nay ạ. Trọng trách của hai vị diện và đại diện họ nhà trai, họ nhà gái đã được gia đình của ông Trung cũng như gia đình ông Linh và các cụ đã là một người đi đầu trong gia đình, thì ngày hôm nay chúng con thay mặt cho ban tổ chức cũng xin được chân thành kính mời tất cả quý vị hãy dành cho hai vị sự đại diện hoặc nhà trai hoặc nhà gái một tràng vỗ tay thật to lớn cùng nhau để cùng chào đón hai bác. Vâng, sau đây xin cảm ơn quý vị. Quý vị, quý vị ạ. Kính thưa quý vị, kính thưa anh chị và các bạn, thật đúng là chúng giờ vì thiên hai lựa chọn mà xin đến dần cho đôi lứa bên đường. Và ngày hôm nay thì để có cái chầu làm lễ xin dâu cho gia đình họ nhà gái chấp thuận nhận rể, thì ngay sau đây xin được chân thành kính mời vị đại diện cho gia đình họ nhà trai xin có thêm đâu để thưa chuyện với các cụ họ nhà gái cũng như quý vị họ nhà gái ngày hôm nay ạ. Chân thành kính mời. Xin được kính thưa các cụ, thưa các bà, thưa toàn thể các bà quý khách, trước tiên thì thay mặt gia đình nhà trai tôi xin được giới thiệu đoàn của họ nhà trai trong buổi lễ đón dâu sáng hôm nay. Xin được kính thưa các quý vị, họ nhà trai chúng tôi trong buổi đón dâu sáng nay cũng rất là vui mừng, có các ông, có các ông, các bà, rồi các cô dì chú bác quê ở tận Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, đường xá rất là xa xôi nhưng với cái tình cảm và cái sự quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của con của cháu cũng đã có chút thời gian đến dự và có mặt trong buổi lễ đón dâu. Cũng đoàn gia đình nhà trai chúng tôi thì còn có các ông các bà con lối xóm trong phố Quang Vinh và bạn bè của cháu Xuân Huy. Thì xin được trân trọng giới thiệu với các quý vị. Xin kính thưa các cụ, các bà và kính thưa toàn thể các quý vị, hôm nay tháng 8 ngày 11 năm Canh Tý, ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của hai gia đình, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi chính thức có lễ đón dâu, đón cháu Như Quỳnh ra hôn trường, chào bố mẹ, chào họ hàng và chào cả hôn trường, và chính thức là trở về gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn và làm dâu, làm con của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và thay mặt cho họ gia đình nhà trai, tôi xin phép được cho chú rể Xuân Huy lên phòng cô dâu để tặng bó hoa tươi thắm và đón cô dâu xuống hôn trường và thực hiện các lễ nghi lễ đón dâu để trở về hôn trường trong buổi sớm ngày mai. Xin được chân trọng cảm ơn.
Thì quý vị thân mến, đúng là tình thân gia chọn nghĩa biệt tình mà bên non trao rể, bên chờ đón cô dâu. Và bên chờ xin dâu của mình dự đoàn diện họ nhà trai đã xin lưu với tất cả quý vị. Và ngay sau đây thì có đơn bầu đáp từ để chấp nhận bên chờ xin dâu. Thì xin được chúc mọi người vì dự đoàn diện họ nhà gái sẽ có đơn bầu để đáp từ. Xin chào. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các cô, cùng toàn thể các cháu, bạn bè của cháu Quỳnh, trai gái. Hôm nay, gia đình chúng tôi gặp mặt nhau để xây dựng cho các cháu một tổ ấm gia đình trăm năm hạnh phúc. Được sự cứu vén giúp đỡ của hai gia đình, hai cháu Xuân Huy và Như Quỳnh, có thể nói đến nay đã thành vợ, thành chồng. Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự đồng thuận của hai gia đình họ, hai gia đình, hai họ, hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức ngày du quy hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và cuối cùng, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn sự chu đáo, nhiệt tình của các cụ, các ông bằng đã lo hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Tôi xin hết ạ. Thì quý vị thân mến, và những lời đáp từ xin dâu của gia đình họ nhà trai và đáp từ nhận dâu của gia đình họ nhà gái cho dâu. Thì ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời hai bác gái cùng với hai vị trưởng đoàn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng vỗ tay thật nhiệt để chứng kiến cơi trầu của gia đình nhà trai. Và thưa quý vị, trong tràng vỗ tay thật to lớn thì ngay sau đây xin mời ông bà trung thượng sẽ đứng dậy để đón nhận cơi trầu xin dâu. Mời Đức Việt. Tí để cho ai chưa vào đón ạ, cô dâu đúng để mình xin cho mình được trải sân đi những người đi đến và để những tấm là người cho em hơi thở.
con tim và em trao cho anh chìa khóa của con tim. Và một ngày mới bắt đầu từ chiều ngày hôm nay, trai yêu vợ hăng say công tác mà gái yêu chồng tích cực đảm đang, việc nhà việc nước lo toan. Và ngày hôm nay Dương Huy cũng như như bệnh của chúng ta đã chính thức trở thành con một nhà. Và cũng như để cùng đón nhận đến tình cảm của các cụ các bà của ban đại diện là người trai, ban đại diện là người gái thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ đi từng bàn từ ngọn để đón nhận những tình cảm của tất cả quý vị ngày hôm nay ạ. Xin được chia sẻ kính mời. Vâng, thưa quý vị, thêm nên đồng hồ đã điểm chỉ bằng khoảng 5 phút nữa là đến giờ để gia đình và nhà trai làm lễ đón dâu. Thì cũng xin được xin mặt hết tất cả quý vị. Sau đây thì xin được trân trọng kính mời các ông, các bà cũng như bố mẹ của cô dâu Như Quỳnh sẽ lên tại trung tâm đám cưới để chụp với hai con những tấm hình để ghi lại khoảnh khắc tại gia đình người gái. Không cha thì tiên núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con làm giờ mẹ kính cha mà cho tròn chữ hiếu mới là đạo quang. Công ơn tảo vẹn vất vả nuôi dạy con vô lớn nên người. Và ngày hôm nay thì chứng kiến các con đã trở thành lớn hơn để xây dựng hạnh phúc tổ ấm riêng của mình. Chúng ta đang được làm chứng kiến những cái bản đất lương của người cha người mẹ đã dành tặng cho các con. Xuân Huy cũng như Như Quỳnh ngày hôm nay. Vâng, xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật to và lớn hơn để cùng dành tặng cho gia đình hoàng nhà gái của tôi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin được xin mời ông bà nội, ông bà nội cũng như các bác các cô các chú của gia đình họ nhà gái sẽ lên để tiếp tục là chụp ảnh với mình. Chương trình lễ thành hôn tại gia đình nhà trai. Và cuối chương trình xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất chúc cho buổi lễ thành hôn tại gia đình nhà trai diễn ra thành công và thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
để hướng mắt về phía cổng của trung tâm tiệc cưới Riverside để cùng chào đón anh nhân vật chính trong buổi lễ mấy ngày hôm nay. Thân mến, thật đúng là trước thì phải ơn mẹ ơn cha, công sinh công dưỡng để ta có mình, hay ơn bạn bè chung tình, làm mai làm mối để mình có ta, và đã không quản đường xa, ngày vui đám cưới để ta có mình, bằng những tình cảm trân trọng thân thương nhất của cô dâu và chú rể. Đáng lẽ ra sẽ nói ra những lời cảm ơn đầu tiên chân thành gửi tặng đến toàn thể cô dì chú bác gần xa và quần lớn xóm và những người bạn thân thương, bạn của cô dâu cũng như bạn của chú rể trong ngày đại lễ của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Và ngay sau đây để thay lời cảm ơn gửi tặng đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để nhận một cái vui chào thật sâu của cô dâu và chú rể thay cho lời cảm ơn trân trọng kính mời. Tôi xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Và để chuẩn bị khai mạc của chương trình đại lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và giới thiệu hai vị trưởng đoàn cấp cao đến từ khoa đoàn bên gia đình nhà trai và vị trưởng đoàn cấp cao đến từ gia đình nhà gái. Chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu, xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện bên gia đình nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện bên gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời. Nhiều lòng lấy lúc này đây đã có sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại biểu cấp cao đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ nổ một tràng tay đập to toàn thể để cùng chào mừng nhà. Xin mời. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, anh chị và các bạn thân mến, thật đúng là một năm thì có 365 ngày, và trong 365 ngày thì có 4 mùa xuân hạ thu đông. Nhưng riêng những ngày làm chương trình đám cưới như anh em chúng tôi thì có thêm một mùa nữa, đó là mùa cưới. Đây là mùa của các cặp tình nhân, mùa của những đôi nương, mùa của hạnh phúc và mùa của những đám cưới. Và không biết từ bao giờ người ta đã thường quan niệm rằng là nếu mà trên trời có trăng có sao, ở dưới hạ giới lại có hai người yêu nhau. Nếu mà trên trời có dải ngân hà, ở dưới hạ giới lại có đàn bà lấy đàn ông. Đó cũng là quy luật của tọa hóa, quy luật sinh tồn của loài người. Và chắc chắn rồi, chàng rể Xuân Huy và cô dâu Như Quỳnh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và trải qua những năm đời tháng chờ, trải qua nhiều những năm tháng yêu đương hò hẹn đã đến độ chín mùi, hai bạn đã chính thức về thưa chuyện với ông bà bố mẹ hai bên gia đình để tổ chức tìm chọn đến một ngày gọi là ngày lành tháng tốt, ngày ông tơ bà nguyệt xen dây tơ đỏ bắt nhịp cầu yêu thương. Và với sự hiện diện của toàn thể quý vị thân khách quý gần xa trong buổi đại lễ ngày hôm nay, chúng tôi không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn chúc hạnh phúc cho chàng rể Xuân Huy và cô dâu Như Quỳnh xin phép được. Xin mời một tay lớn cho tất cả quý vị ạ. Vâng, và liên tục với chương trình ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của vị trưởng đoàn đến từ gia đình và nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các bác, các anh, các chị cùng bạn bè của cả hai cháu Xuân Quỳnh, Như Quỳnh và Xuân Huy. Qua quá trình tìm hiểu yêu nhau, được sự vút vén giúp đỡ của hai gia đình, hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai họ tổ chức lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn
sự hiện diện của các quý vị đại biểu đã bất chấp bất chút thời gian và dành tình cảm chân thành nhất đến chung vui với hai gia đình, hai họ và chúc phúc cho hai cháu. Sau đây tôi đại diện cho họ nhà gái chính thức giao cháu Như Quỳnh từ giờ phút này về làm dâu gia đình ông bà hình tượng và làm cháu rể, là cháu dâu của gia đình họ hàng nhà trai, và cũng nhận cháu Huy là con rể của gia đình nhà ông Trung Phượng và là cháu rể của họ hàng bên nhà gái chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày vui của hai gia đình, hai họ, mà một ngày là một ngày không thể quên đối với hai cháu, đó là một kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trên đời. Từ hôm nay hai cháu đã trở thành vợ thành chồng, cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình ấm no và hòa thuận. Và để làm được cái điều đó, các cháu phải biết nâng niu trân trọng những gì tình cảm yêu thương đã dành cho nhau đi mãi suốt hết cuộc đời. Hãy cùng nhau nắm tay nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống và những cám dỗ của đời thường để tiến tới một gia đình hòa thuận, yêu thương, no đủ và hạnh phúc bền vững trăm năm. Trước khi ngừng lời, tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, ông, các bà có mặt trong buổi lễ hôm nay mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những lời vàng ý ngọc, những lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành của vị trưởng đoàn đến từ gia đình và nhà gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành cho vị trưởng đoàn đến từ bên gia đình nhà gái những tràng pháo tay thật to rộn rã của quý vị ạ. Xin mời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe lời phát biểu của vị trưởng đoàn đến từ gia đình và nhà trai. Tôi xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bác bà, đại diện cho hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái. Kính thưa các quý vị trong hội trường, hai cháu Xuân Huy và Như Quỳnh cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lạc Sơn giàu truyền thống cách mạng, được sự dạy bảo của nhà trường, của gia đình, của xã hội, các cháu đã trưởng thành. Sau một thời gian tìm hiểu, từ tình bạn, các cháu đã chuyển thành tình yêu và đi đến quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm. Hôm nay được sự nhất trí của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai gia đình, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin được bày tỏ những tình cảm và cảm ơn sâu sắc nhất đến vị đại diện của gia đình nhà gái đã có lời phát biểu trao dâu. Dâu hiền rể thảo xin được chấp nhận những tình cảm và những lời dặn dò cũng như là ý kiến của vị đại diện gia đình nhà gái. Và chúng tôi cũng xin rất mong muốn là trong cuộc sống, dâu cũng như con sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để con, để cháu làm tròn trách nhiệm của mình với cơ quan, nhà nước và với lại xã hội. Trong buổi lễ trọng thể này, tôi xin được bày tỏ những tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý vị đã bố trí thời gian, công việc về hôn trường dự buổi thành hôn hôm nay. Xin được kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều nhiều thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu, cảm ơn của vị trưởng đoàn. Đến toàn thể quý vị, những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến toàn thể quý vị trong ngày đại lễ ngày hôm nay, đó là lời phát biểu của vị trưởng đoàn gia đình và nhà trai chúng tôi. Và ngay sau đây chắc chắn rồi, những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn bước ra khu vực giữa sân khấu để trao cho nhau cái bắt tay kết tình thông gia, đôi đời bền vững trong ngày đại lễ ngày hôm nay.
Xin một tràng pháo tay to nồng nhiệt của quý vị để chúc cho tình phong gia đời đời bền vững nhá. Xin mời. Xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn rất nhiều và xin mời hai vị trưởng đoàn tiếp tục xuống trước bàn tiệc danh dự của mình trong ngày nhảy lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến. Vâng, thật đúng là yêu nhau thì đứng ở đường xa, đôi mắt liếc lại thì bằng ban đến gần, yêu nhau thì xích lại cho gần, xích năm bảy bước thì sẽ thành nhớ đôi. Em còn son, anh cũng còn son, hôm nay chính thức ta đã là con của hai gia đình. Vừa rồi hai họ hai gia đình đã chính thức bắt tay nhau kết tình thông gia đời đời bền vững. Và chắc chắn rồi, anh sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể sẽ chính thức chào nhẫn cưới cho nhau để chính thức nên nghĩa chồng vợ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, từ từ chú rể ơi, để cho lãng mạn vài phút nhất, xin mời chú rể sẽ hạ cho một đầu gối xuống đó để cầu hôn người vợ thân yêu của mình trong ngày trong lành hôm nay. Với khung cảnh thật là lãng mạn, hạnh phúc ý nghĩa như thế này của trung tâm tiệc cưới Riverside Huyện Hà Xuân, xin được trân trọng kính mời chàng rể sẽ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay sắp út của cô dâu người vợ thân yêu của mình trong ngày trong lành hôm nay. Xin một chào xe thật to giòn giá cho toàn thể quý vị. Xin mời. Đó là xin mời cô dâu sẽ kính chào quý vị trong ngày chồng thân yêu của mình. Quý vị rất nhiều đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc thật là ý nghĩa của cô dâu và chú rể trong ngày vui trong ngày hôm nay, chính thức anh bạn đã đền nghĩa chồng vợ. Và một lần nữa xin một tràng tay thật to thật dày của quý vị đi ạ. Vâng, và chuẩn bị bước sang nghi thức tiếp theo, một nghi thức của trung tâm tổ chức tiệc cưới Riverside dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và chắc chắn rồi, những người làm chương trình chúng tôi mong muốn rằng sẽ có sự hiện diện của song thân phù mẫu của cô dâu và chú rể cùng bước lên sân khấu tình yêu này. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời song thân phù mẫu thân sinh ra chàng rể Xuân Huy sẽ cầm tay nhau bước lên cầu vực sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Và cùng với song thân phù mẫu và chàng rể Xuân Huy, xin được trân trọng kính mời song thân phù mẫu thân sinh ra cô dâu Như Quỳnh. Xin một chào cao thật to, thật giọt giá của quý vị để cùng chào mừng hai song thân phù mẫu nha. Xin mời. Vâng ạ, trước tiên xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị tình cảm của ông bà nội của cô dâu. Xin được trân trọng giới thiệu và bước sân khấu cùng với song thân phù mẫu. Xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời song thân phù mẫu của cô dâu và chú rể. Và xin một chào và to thật đại của quý vị để cùng chào mừng. Xin mời. Chị và các bạn thân mến, những giây phút thật là ý nghĩa hạnh phúc của đôi bên gia đình trong ngày vui trong đại hôm nay đã có sự hiện diện của tình cảm ông bà nội cũng như tình cảm của song thân phù mẫu đến từ hai bên gia đình. Vâng, xin một chào với thật to thật giòn giã của quý vị để chúng ta cùng chào mừng. Xin mời. Và chính thức chàng rể Xuân Huy và cô dâu Như Quỳnh đã là con của hai bên gia đình, hai con của
hai bên ông bà nội ngoại trong ngày đại lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà cũng như bố mẹ đã lại sân khấu để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của hai người con. Đó là chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến sang những chiếc bánh kem để chúng ta chính thức khai tiệc chia ngọt sẻ bùi trong ngày trọng đại hôm nay dưới sự chứng kiến của ông bà, dưới sự chứng kiến của bố mẹ. Trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cách ra hai nát để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong ngày vui trong đại hôm nay. Vị ngọt của những chiếc bánh kem sẽ là tượng trưng cho vị ngọt của tình yêu chung thủy của các bạn. Đó là xin được cảm ơn tình cảm của cô dâu và chú rể rất nhiều. Xin được trân trọng những mời em bạn sẽ tiến sang với những chiếc tháp ly. Tôi xin mời chàng rể Xuân Huy sẽ khui chai rượu đầu tiên ạ. Xin được trân trọng kính mời chàng rể Xuân Huy khui chai rượu đầu tiên. Cầm hoa cho cô dâu cái. Xin mời cô dâu và chú rể cùng cầm tay nhau dâng lên dòng tháp rượu đầu tiên. Đây là nền móng đầu tiên vĩnh cửu của tình yêu. Xin được trân trọng kính mời quý vị với đại gia đình chúng ta tổ những tràng tay thật to và dài để cùng chúc mừng nhà. Xin mời. Xin được trân trọng kính mời. Chén rượu thứ hai. Chén rượu thứ hai. Trước khi cô dâu và chú rể rót lên những giọt tháp rượu, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ rót ra 6 chiếc ly đang có mặt ở phía trên bàn. 6 chiếc ly đang có mặt ở trước bàn đó. Và xin mời rót ra. Cho những làm chương trình tôi xin chút ít cùng gặp tay nhau này. Xin mời cô dâu để tiếp tục cùng gặp tay nhau. Từ từ rót ra. Và tiếp tục xin mời cô dâu chúng ta và tiếp tục rót lên những dòng tháp rượu đi ạ. Phía trên đi ạ. Vâng, xin mời. Đúng là cùng nhau rót chén rượu mừng. Dâu canh dâu nhạc xin đừng quên nhau. Mời nhau một chén giao thề. Hữu duyên thiên lý ta về cùng nhau. Và với những tình cảm thân thương quý báu nhất, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ nâng ly rượu đầu tiên để mời tình cảm của ông bà. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời ông bà. Và tiếp theo xin mời là cô Thảo Duyên sẽ nâng ly rượu để mời bố mẹ trong thân phụ mẫu đặc biệt gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp tục đi ạ. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông bà cũng như song thân của mỗi đôi bên gia đình chúng ta cùng cạch ly đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình, chúc hạnh phúc cho cô dâu chú rể đi ạ. Xin mời. Vâng, và xin được kính chúc cho tình thôn xa mãi mãi bền chặt keo sơn. Xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng nâng ly.
xin cảm ơn tình cảm của ông bà, có tình cảm của sông dân phụ mẫu rất nhiều. Xin mời cô dâu chú rể sẽ nhận lại những ly rượu để chào tạm biệt chính phủ ạ. Vâng, và ngay sau đây, những cái làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đón xem những giây phút thật là ý nghĩa tuyệt vời của bên gia đình. Đó là cô dâu và chú rể sẽ đón nhận những phần quà mà ông bà cũng như bố mẹ đã chuẩn bị dành tặng cho các con, các cháu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và trước tiên thì xin được trân trọng kính mời tình cảm của ông bà nội của cô dâu trước ạ. Xin được trân trọng kính mời sẽ gửi tặng những món quà thật là ý nghĩa gửi tặng cho các cháu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể di chuyển ra khu vực giữa sân khấu để đón nhận những tình cảm của ông bà. Mình rất xin trân trọng quý vị sẽ dành cho ông bà những tình cảm. Một tràng có thể là to giọng đã của quý vị đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời bố mẹ và thân sinh ra chú rể sẽ trao quà cho người con dâu yêu quý của mình, cho người con yêu quý của mình trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
xin được trân trọng kính mời tình cảm của gia đình bác Hoa Hòa trở về sân khấu để trao quà cho các cháu trong ngày vui trường đại hôm nay. Liên tục được kính mời tình cảm của gia đình bác Loan Mai trở về sân khấu để trao quà cho các cháu. Vâng, xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tình cảm của gia đình các bác rất nhiều với những quà thật là ý nghĩa cho ngày vui trong đại ngày hôm nay. Vâng ạ, sau khi ghi lại những thức phim đẹp, những thức nhìn đẹp thật là ý nghĩa trong buổi đại lễ hôm nay, và xin được trân trọng kính mời gia đình các bác sẽ trở về những chiếc bàn thiện danh dự. Vâng ạ, tình cảm của gia đình anh Huy. Vâng ạ, anh gửi tặng đến cô dâu và chú rể sự món quà thật là ý nghĩa. Xin được cảm ơn tình cảm của bác và tình nhà anh Huy rất nhiều. Và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tình cảm của gia đình các cô, đó là cô Hằng, cô Hoa và chị Dung sẽ trở lại sân khấu để trao quà cho các cháu cũng như các em trong ngày vui trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vừa rồi là những khoảnh khắc thật là ý nghĩa, thật là tuyệt vời của với bên gia đình trong buổi đại lễ hôm nay, đó là những tình cảm của ông bà, tình cảm của bố mẹ, tình cảm của các bác, các cô cũng như các chị đã gửi tặng đến các cháu, các em trong ngày vui trọng đại hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tình cảm của đại gia đình chúng ta.
toàn nhạc khúc